Với những kết quả khả quan của công tác phòng chống dịch và sau 21 ngày không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, thì bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay, mùng 9 tháng 6, thành phố Đà Nẵng đã cho phép người dân trở lại một số hoạt động thường nhật với các yêu cầu chặt chẽ về công tác phòng dịch. Ghi nhận của phóng viên Minh Thanh. Thưa quý vị, trong ngày đầu tiên, thành phố Đà Nẵng cho phép người dân tắm biển trở lại. Thì thời tiết khá mát mẻ, thậm chí là có vài hạt mưa. Tuy nhiên thì cũng khá đông người dân Đà Nẵng vẫn có mặt tại biển từ sáng sớm. Tại khu nhà tắm nước ngọt, dịch vụ cho thuê dù. Toàn bộ 12 bãi tắm công cộng trên địa bàn thành phố đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, người dân chỉ được tắm biển theo hai khung giờ, từ 4 giờ 30 đến 7 giờ 30 và từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 hàng ngày. Ngoài dịch vụ trông giữ xe, các khu vực tắm nước ngọt, gửi đồ, giải khát vẫn tạm dừng để tránh tụ tập đông người. Dù sao, được quay lại với thói quen tắm biển đã là niềm vui lớn với nhiều người dân Đà Nẵng. Sau thời gian mà chúng tôi theo dõi lại là chương trình thành phố Đà Nẵng cho tắm lại thì rất là mừng. Bà con đông ở Đà Nẵng rất là mừng. Bản kê khai y tế và tắm và được đi về thôi, không được tụ tập và cũng không gọi là tắm nước ngọt. Rất là mừng. Là được đi biển. Hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tập trung đông người tại. Tuy nhiên, với không gian rộng, không có rào chắn như các bãi biển, lực lượng chức năng mỏng thì việc giám sát thực hiện quy định 5K chủ yếu là nhờ vào ý thức của người dân. Mặc dù người dân được yêu cầu phải khai báo y tế trước khi tắm biển, nhưng tại đây cũng nảy sinh những bất cập khi xảy ra tình trạng tập trung đông người như thế này. Nói trên kết thúc khi có thông báo mới của thành phố. Văn Lĩnh đã đồng bộ triển khai toàn bộ các lực lượng dọc lên hai tuyến biển với chiều dài là 33 km để mà tuyên truyền nhắc nhở người dân và phối hợp với địa phương xử lý xử phạt những người dân và du khách không có đảm bảo 5K tại nơi công cộng. Cũng từ sáng nay, nhiều hàng ăn sáng, quán cà phê tại Đà Nẵng đã mở cửa từ rất sớm với việc cam kết đảm bảo các quy định phòng dịch và chỉ được phục vụ tại chỗ tối đa 50% công suất quán. Nhân viên trong quán là phải thực hiện khai báo y tế trước khi mà thực hiện phục vụ cho khách hàng, cũng như là khách hàng khi vào quán là phải sát khuẩn tay cũng như khai báo y tế và đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách 2 mét. Bữa nay là bữa là coi như là sung sướng nhất. Cảm giác là sau một tháng trời coi như bị cấm đoán là này nọ là kia thì bữa nay là tụi anh thấy là cảm thấy là rất là vui vẻ. Tới quán ăn thì người ta vẫn là rửa tay rồi mang khẩu trang đầy đủ. Còn cái khai báo y tế thì tụi như bản thân mình ngày nào phải khai báo. Có thể thấy Đà Nẵng đang nới lỏng dần các hoạt động, nhưng các quy định 5K về phòng dịch vẫn được yêu cầu thực hiện nghiêm túc để trở thành thói quen và trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh và người dân thành phố.